Các bạn thì chúng ta lại gặp nhau thì hôm nay qua clip này tôi sẽ review tiếp cho các bạn về một số các loại thiết bị dùng hơi của hãng Unica Đài Loan. Thì hôm nay qua clip này tôi sẽ review về cái súng vặn vít ID4.5F của hãng Unica Đài Loan. Thì khi mua về chúng ta sẽ có hộp đây. Đó. Thì thương hiệu Unica là một thương hiệu lớn và cái có chất lượng sản phẩm rất là cao, được rất là nhiều người tin tưởng sử dụng. Thì công ty chúng tôi thì cung cấp tất cả các dòng sản phẩm của hãng Unica này và đảm bảo là chính hãng cho quý khách. Thì đây là cái súng vặn vít, hoặc là nhiều người gọi là máy vặn vít hay là dụng cụ vặn vít vân vân, nó có rất là nhiều tên gọi. Thì đây là cái dụng cụ vặn vít thẳng đó. Thì ở đây nó sẽ có cái thương hiệu Unica đó và ID4.5 đó. Thì trên này nó sẽ có logo của hãng này, logo Unica này. Đó, logo Unica. Trên này sẽ có Made in Taiwan và mã số của cái súng vặn vít này là 1705812. Đó. Thì ở đây nó sẽ có một cái đầu đực để chúng ta gắn vào đầu cái để gắn hơi. Và đây là cái cò. Đây là cái cò nhấn, đó, cò nhấn. Và đây trên này nó sẽ có cái nút vặn để là chúng ta có thể là vặn ốc vào hoặc là tháo vít ra, vặn vít hoặc là tháo vít ra. Đó, trên này nó sẽ có cái chỉnh tốc độ, đó, tốc độ nhanh chậm 1 2 3 này. Đó, tốc độ nhanh chậm. Đó. Thì đây là cái vít, đó, cái đầu vít, chúng ta chỉ cần nhấn xuống và ta nhét cái vít vào đây là được. Thì ở trong này nó đã có sẵn cho chúng ta về cái một cái bạc lít đó, bạc lít rồi đó. Chúng ta sẽ có này, bạc lít rồi chúng ta sẽ có thêm cả cái đầu vít nữa. Đó, chúng ta có đầu vít này, tôi nhấn rất là đơn giản nhá. Cái này là cái đồ để chúng ta móc vào đây thôi. À, đơn giản là chúng ta móc vào trong cái chỗ này để chúng ta treo thôi ha. Này treo thì cũng đơn giản thôi. Đó, chúng ta đẩy nó ra. Giờ tôi sẽ gắn cái đầu vít cho các bạn xem này. Đó. Đó, chúng ta để như vậy rất là đơn giản ha, rất là đơn giản, đầu rất là đơn giản, thế là chắc rồi. Thì bây giờ tôi sẽ nói sơ về cái thông số kỹ thuật của cái súng vặn vít này để các bạn xem. Đây là cái thông số kỹ thuật của nó, là chúng ta có thể sử dụng những cái đầu mài là 5 mm. Thì tốc độ đo vòng của nó là 9000 vòng trên phút. Đó, chiều dài của nó 190 mm. Đó. 19 cm. Đó. Tiếp nữa là lượng khí tiêu thụ là 0.2 mét khối trên lít trên phút. Rồi trọng lượng là 0.83 kg. Đó. Thì cái áp lực hơi ha, pressure là áp lực nè, e là hơi nè, recommend là cái yêu cầu á, đề nghị khuyến nghị là trong vòng là 90 psi. Đó. Thì 90 psi. Thì trên đây thì chúng tôi đã review cho các bạn về cái dòng súng vặn vít hay là máy vặn vít Unica ID4.5F của hãng Unica Đài Loan. Thì hy vọng qua clip này thì các bạn đã có thêm nhiều lựa chọn để ủng hộ kênh. Các bạn vui lòng like, share và subscribe để nhận được các clip mới nhất mà chúng tôi đã review về các cái loại thiết bị hơi của các hãng và để lựa chọn được các sản phẩm ưng ý nhất. Thì với các clip này thì chúng tôi quay rất là chi tiết từng góc cạnh của các cái sản phẩm để cho quý khách xem tường tận trước khi mà lựa chọn sản phẩm. Thì hàng của chúng tôi thì đảm bảo chính hãng, có CO, CQ đầy đủ, quý khách yên tâm. Thì một lần nữa thì chúc quý khách thành công. Và quý khách có muốn tham khảo thêm các sản phẩm thì có thể liên hệ xem trên website hoặc là liên hệ các cái hotline trên clip này. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt quý khách. Chúc quý khách thành công.